Dự kiến từ ngày 30 tháng 1 đến 9 tháng 2 năm 2024, tức từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TP, Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra chương trình chợ hoa xuân với chủ đề Vui xuân đầm ấm đón Tết nghĩa tình. Điều đặc biệt của chợ hoa xuân này là thành phố Thủ Đức sẽ mời nhiều côn, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đến đây để livestream bán hàng. Thành phố Thủ Đức tổ chức chương trình này nhằm cung cấp thêm địa điểm cho người dân tham quan mua sắm hoa kiểng và hàng hóa dịp Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời, qua đó tạo điều kiện cho các nhà vườn, nghệ nhân và doanh nhân giao lưu và tiêu thụ sản phẩm hoa kiểng. Thành phố Thủ Đức dự kiến có khoảng 250 gian hàng bán hoa Tết và các sản phẩm ố hàng tiêu dùng ẩm thực sẽ được trưng bày tại chợ hoa xuân. Trước khi chương trình diễn ra, ban tổ chức sẽ lập đoàn công tác để khảo sát và vận động mời các nhà vườn, nghệ nhân, doanh nhân từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Tháp và trên địa bàn TP, Thủ Đức, TP, Hồ Chí Minh tham gia và tiêu thụ sản phẩm hoa cây kiểng và bonsai cảnh tại chợ hoa xuân. Chương trình chợ hoa xuân thành phố Thủ Đức sẽ chia thành hai vị trí. Vị trí 1 tại khu vực đường Trần Bạch Đằng, N12, D1, D10 thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm, với hơn 200 gian hàng hoa kiểng và các sản phẩm thương hiệu đặc trưng của thành phố Thủ Đức. Vị trí 2 tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thành, đoạn đối diện công viên ven sông Sài Gòn.